Muốn trình bày cái gì á, ra đây mà trình bày. Đứng đó mà to nhỏ với nhau. Dượng, con nghĩ á là mình nên làm một cái buổi văn nghệ để phục vụ cho tinh thần của bà con mà không có về được quê. Trời ơi, theo chị nha, để cho đặc sắc cái chương trình hơn á là mình cần chuẩn bị những cái bài dành cho người xa xứ ha. Chẳng hạn như cái bài xuân này con không về, nếu xuân này vắng anh. Thôi, rồi thôi. Rảnh quá, mấy đứa rảnh quá. Sao vậy Dượng? Con thấy cũng hợp lý mà. Hợp cái gì? Tổ chức cái chương trình đó, bộ mấy đứa tưởng dễ lắm hả? Là tiền đâu mà chi? Trời ơi, Dượng đừng có lo. Con nghĩ á, với khả năng của con là có thể làm được hết á. Cái đầu của em giao gì cho anh Phú mà em giao gì cho chị đi, vậy chị thì sao? Còn chị á hả? Một tí nữa em sẽ đưa số điện thoại cho diễn viên người này này cái kiểu, rồi xong rồi chị giữ lại. Okay. Rồi chị sẽ gọi điện thoại cho từng người để check. Đó, còn okay. Tiền bạc á thì để cho em nói với lại con Yến với lại mẹ em lo. Yến. Tới rồi. Cái này cho tôi hỏi công chuyện cái. Chị Thí Loan á. Bây giờ tình hình á. Ê đợi xíu nha, có điện thoại. Nói đi. Alo. Dạ. Dạ rồi. Dạ anh cứ làm như vậy đi. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Sao? Ý tôi nói là bây giờ cái tiết mục của chị Thí Loan á, tôi nghĩ là mình. Alo. Em nói rồi, anh cứ làm theo ý của anh đi. Nãy là em vừa hết rồi. Dạ được, vậy thì tốt. Dạ. Chị Thí Loan sao? Chết rồi. Chị Thí Loan chết rồi. Sao? Cái gì? Mệt quá, chưa kịp nói gì hết á là cứ alo alo alo. Lớn tuổi xíu, đầu tiên là ông nội ông Bảy nè. Đúng rồi. Thứ hai là bà Năm. Đúng rồi. Kế đó là cô Vân. Đúng rồi. Hết rồi. Rồi chú đâu? Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.